Chào mọi người, trong video này mình sẽ hướng dẫn mọi người cách kết nối cổng gửi thư email Elastic và Spacebot vào trên hệ thống. Đầu tiên, chúng ta sẽ cấu hình về hệ thống gửi email Elastic. Mọi người đăng nhập vào tài khoản Elastic email, sau đó vào cài đặt. Chọn domain. Để có thể gửi được email, chúng Elastic các cổng email đều bắt chúng ta phải xác thực một cái tên miền nào đấy, một tên miền của chúng ta để có thể gửi được email. Thì mọi người có thể ép tên miền của mình vào đây. Rồi, sau khi được ép tên miền, để tên miền này được xác thực và gửi thư, thư sẽ gửi đi không bị vào thùng, không bị vào spam nhiều. Mọi người cần phải xác thực được các cái cổng SPF, cổng Daikin, Checking và DRMAT, DMAT. Để cấu hình được các cổng này, mọi người cần đăng nhập vào tài khoản quản trị tên miền của mình. Như của mình ở đây, mình đã đăng nhập vào tài khoản quản trị tên miền của mình. Dùng.net. Rồi, chúng ta sẽ thêm các bản ghi để xác thực các cái cổng kết nối. Rồi vào Elastic Email. Chúng ta sẽ kết nối giữa Elastic và tên miền dựa theo các cổng SPF Daikin. Đầu tiên là cổng SPF. Ở đây chúng ta có hotname bằng A với bản ghi đó là TT. Thì mọi người sẽ vào vào trong quản trị tên miền của mình thêm một bản ghi với giá trị là TT. Hot là A. Địa chỉ. Chúng ta sẽ dùng địa chỉ này. Rồi, đã xong cổng HTTP. Tiếp theo là cổng Daikin. Thì ở đây cũng có bản ghi đó là TXT và hotname đó là đây, API sẽ chứa domain key. Rồi, chúng ta sẽ chọn là TXT và hotname là API. Tiếp theo đó là giá trị. Sẽ copy hết tất cả giá trị trong ô này. Và dán vào đây. Vậy đã xong cái cổng đây kim đến cổng checking. Ở đây có giá trị của nó. Hot đó là CNAME và tên đó là checking. Chúng ta sẽ chọn là CNAME với hotname là checking. Giá trị đây API elastic-email.com. Rồi. Tiếp theo đó là cổng DMARC. Tại cổng DMARC này nó sẽ có 3 lựa chọn cho chúng ta chọn. Cổng 1 là setup cổng DMARC của bạn. Nếu như chúng ta không verify notify được hai cổng SPF và Daikin thì hai cổng kia chúng ta đã setup được thì chúng ta sẽ có thể chọn được cái thứ hai hoặc cái thứ ba. Mình sẽ chọn cái thứ hai. DRMAT. DRMAT với giá trị với bản ghi của nó đều là TXT cả. Mọi người lưu ý ở cái giá trị của DMARC này, chúng ta sẽ cần phải sửa. Ở đây chữ mail to này, email address do domain của bạn. Hai giá trị này chúng ta sẽ phải sửa bằng cái email với cái tên miền của mình.
Rồi sau khi chúng ta đã thêm được các bản ghi thì chúng ta sẽ lưu cấu hình lại. Sau khi lưu cấu hình xong, chúng ta sẽ quay trở lại Elastic và bấm Verify. Các cổng này sẽ lần lượt được nhận với giá trị dấu tích như này, chúng ta thành công. Với những cổng khác thì nó sẽ phải mất thời gian để nhận được các giá trị mình vừa thêm vào. Thì chúng ta cứ chờ một lúc và lại bấm Verify tiếp tục. Ok, đã thành công. Vậy là đã các cổng này đã được xác nhận hết thành công rồi. Bây giờ chúng ta sẽ chuyển qua kết nối Elastic vào trong hệ thống. Và kết nối vào đây, chúng ta sẽ đặt tên người gửi. Email người gửi. Với cái cổng SMTP hot này, chúng ta sẽ lấy từ bên Elastic sang SMTP hot server Elastic. mtp-elastic.com với cổng port của nó là 2525. mtp thì chúng ta cứ để lăn và đây là login, thì chúng ta sẽ lấy tài khoản bên Elastic, username. Và password. Save setting lại. Rồi, đã thành công rồi. Vậy là mình đã hướng dẫn mọi người được cách kết nối cổng Elastic với hệ thống email. Còn Spexport thì cũng làm tương tự, chúng ta sẽ ép thêm domain của mình vào. Với Spexport thì chúng ta chỉ cần bản ghi là FF và đăng kim thôi. Thì mọi người có thể lấy bấm vào setting để lấy các giá trị của mình. Mình sẽ xóa một cổng cũ đi. Rồi. Với cái này cổng MTP FPF thì có giá trị là đó là TXT với hotname. Đây giá trị này. MTP TXT A còng giá trị chỗ này nó hiện include FPF Elastic là vì cái tên miền của mình vừa nãy đã gắn Elastic. Bây giờ chúng ta chỉ cần thay cái include này bằng spec port mail là ok. FPFX. Tiếp theo là giá trị của DKIM. Chúng ta cũng bấm vào setting để lấy bản ghi txt với hotname. Sau đó mình lưu cấu hình lại. Sau khi lưu cấu hình thành công, chúng ta quay trở lại và bấm test. Nó phải mất một thời gian để nó nhận được các cái giá trị mới nên mọi người cứ bấm test hoặc là đợi đến một khoảng như trong đây nó sẽ báo là khoảng ít nhất nhanh nhất là 5 phút và chậm nhất là 3 giờ để có hiệu lực. Thì mọi người sẽ đợi một khoảng thời gian đấy và chúng ta sẽ bấm test để nhận được dấu tích. Sau khi xong, mọi người sẽ quay lại phần Swagport để chúng ta kết nối với cả
hệ thống, chúng ta bảo MTP và copy những giá trị cổng với tên, author, login, username và password. Rồi, chúng ta sẽ kết nối y hệt như Elastic với các cổng và giá trị. Rồi, ok, đã thành công. Đây, chúng ta sẽ thay hot MTP support. Với cổng là 587. Chỗ này author login. Login và username. Với mật khẩu của Spexport thì sau khi đăng ký họ Spexport sẽ cung cấp cho mọi người một cái mật khẩu, và mọi người nên lưu lại cái mật khẩu này bởi vì Spexport sẽ không cung cấp mật khẩu lại lần hai. Thế nên chúng ta sẽ lưu lại mật khẩu của mình tại vào một file nào đấy, để đến khi dùng thì chúng ta sẽ dùng ở đây. Sau khi xong chúng ta sẽ cũng setting lại. Vậy là mình đã hướng dẫn được mọi người cách kết nối giữa Elastic với hệ thống và Spexport với hệ thống để chúng ta được gửi được email nhiều hơn. Cảm ơn mọi người đã theo dõi video này.